Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay 11 tháng 10, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ kết thúc tại Bangkok, Thái Lan sau 3 ngày diễn ra. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan và doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN khác. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như trao đổi thông tin, quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, chia sẻ cơ hội hợp tác giao thương, xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp các quốc gia, vinh danh các thương hiệu uy tín chất lượng ASEAN. Việc tham dự diễn đàn lần này sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm tiếp cận và mở rộng thị trường tại nhiều nước trong khu vực kinh tế ASEAN. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2015, dự kiến kim ngạch nhân điều xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 1/2 giá trị thương mại nhân điều toàn cầu. Nếu như các mặt hàng nông sản xuất khẩu như cao su, cà phê, gạo đang giảm về giá cả và lượng, thì hạt điều xuất khẩu vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ giá xuất khẩu tăng và nhu cầu đang tốt. Trong 9 tháng năm 2015, giá hạt điều xuất khẩu tăng 10,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc tiếp tục là ba thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Liên Bộ Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ điều chỉnh giá tất cả các dịch vụ y tế trong thanh toán bảo hiểm dự kiến từ tháng 11 tới đây. Theo đó, thì các bệnh viện trên toàn quốc sẽ đồng loạt áp dụng giá viện phí mới cho khoảng 1.800 dịch vụ y tế. Giá dịch vụ này bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù. Việc điều chỉnh giá các loại dịch vụ sẽ được thực hiện theo lộ trình dự kiến tăng trong năm 2015 như giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, giá ngày giường và giá dịch vụ kỹ thuật sẽ áp dụng chung cho các hạng bệnh viện. Trước mắt thì giá viện phí mới sẽ được áp dụng với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, còn lại gần 30% người dân chưa có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh vẫn áp dụng mức giá hiện hành. Sáng 11 tháng 10 tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng. Đây là sự kiện thường niên được sự ủng hộ của các chính phủ, tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng xã hội. Mỗi năm thì bệnh tiêu chảy và viêm phổi gây nên cái chết của hơn 1,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Và rửa tay với xà phòng là một trong những biện pháp được xem là có hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất để ngăn ngừa những loại bệnh nguy hiểm này. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo rửa tay bằng xà phòng trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh giúp cứu nhiều mạng sống hơn bất kỳ mọi loại thuốc kháng sinh nào, làm giảm một nửa số ca tiêu chảy trên thế giới, giảm các ca tử vong do viêm phổi và do bệnh liên quan đến hô hấp. Tin thế giới, căng thẳng đang có chiều hướng leo thang ở dải Gaza. Israel ngày hôm qua đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hamas ở dải Gaza khiến hai dân thường thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai và một bé gái. Trong tuyên bố của mình, quân đội Do Thái cho biết các cuộc tấn công của họ nhằm vào hai kho vũ khí của Hamas nhằm đáp trả các vụ bắn rocket của nhóm này trong hai ngày trước đó. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, vụ tấn công này đã làm sập một ngôi nhà gần đó, nơi một số cư dân vẫn còn đang ngủ, làm hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Tại thủ đô Berlin của Đức hôm 10 tháng 10, hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP, giữa Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường, các tổ chức xã hội và các nghiệp đoàn trên toàn nước Đức. Đây là cuộc biểu tình chống Hiệp định TTIP lớn nhất từng diễn ra ở châu Âu. Những người biểu tình cho rằng Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương sẽ khiến những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, lao động và môi trường đang được áp dụng ở châu Âu bị hạ thấp. Để đảm bảo cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, cảnh sát Đức đã huy động 1.000 nhân viên làm nhiệm vụ duy trì trật tự. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bắt đầu 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ nổ bom kinh hoàng xảy ra hôm qua gần một nhà ga xe lửa ở thủ đô Ankara. Cho đến nay, thì số người thiệt mạng trong hai vụ nổ trên đã lên tới 95 người và 245 người bị thương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân và các đảng phái tại quốc gia này đoàn kết chống khủng bố. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu tuyên bố sẽ thúc đẩy điều tra thủ phạm hai vụ nổ trên, đồng thời cho biết có dấu hiệu cho thấy hai vụ nổ trên là đánh bom tự sát. Vụ nổ trên xảy ra trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử lại tại nước này vào ngày 1 tháng 11 tới đây. Phần tin ván chiều xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.